suy nghĩ và hành động thiện ác của mình có phải do vị thần thực thi nhân quả không ạ? Cái này đó, cái này là ông thần không có thực thi nhân quả đâu. Nhưng mà theo cái luật nhân quả của cá nhân mình, mình phải làm. Bây giờ tự nhiên mình muốn mình làm cái chuyện gì đó, là cái đó là do cái nghiệp trước của mình nó thôi thúc mình làm. Còn ông thần chỉ có biết là đi theo thực như nhân quả. Nhưng mà có một điều quan trọng nhất á, mình muốn làm cái chuyện đó đó, mình phải coi chừng. Nếu mà mình hiểu được thiền tông thì nó sẽ dừng được cái này, còn bằng không nó sẽ phá mình luôn. Là sao? Ví dụ mình giờ mình muốn làm cái chuyện đó đó, thì cái anh cô hồn đó, gọi là cái anh ngạo quỷ á, anh xúi mình phải làm cái chuyện đó đó. Nó quan trọng nhất. Nếu mà mấy người mà thiền tông rồi á, thì mình nhờ có cái lực dương, anh cô hồn mà không xúi được cái này. Nó đơn giản vậy thôi. Chứ còn không, ông thần chỉ là khi nào thực thi nhân quả. Thực thi nhân quả là khi nào mình từ đây mình ở cái nhà số 1 này mà muốn di chuyển cái nhà khác, thì cái đó đó ông thần nói là thực thi nhân quả, mày đi chỗ khác, là chỉ nói vậy thôi. Rồi tự nhiên trong người của mình nó thôi thúc phải đi qua chỗ khác. Đó thần nó thấy cái nhân quả mình sao bây giờ hết, mày hết cái số ở đây rồi, phải đi qua chỗ khác. Khái niệm như vậy thì cái nhân quả mình nó trồi lên, nó đi. Nhưng mà cái đi này là do cái anh của hồn, anh dẫn mình đi luôn á. Nói vì thế mà có cái chuyện mà nhà này qua nhà kia phải cúng là cúng ai? Cúng ông của hồn này nè. Người ta không có hiểu, thành ra có nhiều khi người ta tính hỏi xe, hiểu sai. Nói là cúng là cúng đất đai gì đó, nó không đúng. Cho đính cúng là cúng cái ông của hồn mà. Chứ không có ai, vì thế mà đạo lão cúng là cúng của hồn. Tất cả đạo lão như đạo tiên cúng là cúng của hồn thôi, chứ không có cúng ai hết. Bởi vì thiền tông mà nó ra đời, nó chính là nó nói hết tất cả những cái gì bằng sự thật trái đất này. Nó thành ra cái chùa thiền tông Tân Diệu có cái nhiệm vụ là phải nói trắng ra hết. Vì thế mà cứ đặt câu hỏi, để vì khi mà tôi hết cái nhiệm vụ của tôi thì tôi không nói nữa. Rồi câu hỏi